Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Gà. Thì hôm nay chúng ta sẽ ngồi bàn về cái patch 1.10A của Diablo 4 nha anh em. Thì hôm nay nó vừa mới cập nhật ngày hôm nay luôn. Thì chúng ta xem có cái gì mới nha. Gà thì cái nào biết thì Gà sẽ dịch cho anh em nghe nha. Thì cái nào mà Gà có dịch sai thì anh em có thể giúp Gà sửa bổ sung ở dưới phần comment của video nha. Thì trong đây có nhiều cái class Gà chưa có chơi nhiều, chưa có trải nghiệm nhiều nên có thể là Gà sẽ bỏ qua cái phần đó. Thì anh em có thể lên cái link bản update này để có thể tự đọc thêm ha. Thì trước mắt chúng ta sẽ có unit mới và những cái legendary aspect mới. Chúng ta sẽ có 6 cái unit item mới. Uber unit staff. Này là Uber unit luôn nha anh em. Cái gậy này thì nó sẽ cho chúng ta cái buff sai ngẫu nhiên từ 10 đến 20 giây sau khi mà chúng ta kêu giết một cái con elite. Thì cái này nó kiểu là khi mà anh em cầm cái gậy này anh em giết một con elite á thì nó sẽ cho anh em có thể là buff vàng hoặc là buff sét. Thì nói chung là nếu mà nó ra những cái size ngon á thì lụm thôi. Mà gà thật sự chưa nghĩ ra được cái gậy này để xài cho cái build gì luôn. Thì Barbarian chúng ta sẽ có cây Azurab. Cái cây này nếu anh em nào đã chơi Diablo 2 rồi thì anh em sẽ biết cái kiếm hàng unit này ha. Rui cũng có một cái unit đây, One Hand Mask. Rồi Necro cũng có một cái siêu Light World. Mấy cái này là mấy cái item, tên của mấy cái item của Diablo 2 này anh em. Cái Light World này nếu anh em nào chơi Diablo 2 thì nhìn vô cái biết liền. Cái này được, cái này là có cái dòng cộng một skill gì thì phải, tôi nhớ là vậy. Diablo 2 cái siêu này là nó có cái hình đầu lâu á anh em. Rút thì nó sẽ cho chúng ta được cái cây Eagle Horn. Cái này này là bow, unit bow. Cái cây này như tôi nhớ cũng có bên Diablo 2 luôn thì sao á. Sorceret, chúng ta sẽ có được cái cây gậy Oculus và hiệu ứng của nó thì y chang như là bên Diablo 2 luôn. Nói chung là ở bên Diablo 2 khi mà nó bị đánh trúng á thì nó sẽ có cái tỷ lệ nó sẽ tự teleport ra chỗ khác random y chang luôn nè. Cũng không khác gì nhiều ha. Ok, chúng ta sẽ có thêm 7 cái legendary aspect. Đây chúng ta sẽ có hai cái aspect này là tất cả mọi class đều sử dụng được hết. Đó, hai cái này. Mấy cái dưới đây là nó sẽ là bug fix, kiểu là nó fix mấy cái lỗi trong game. Anh em nào muốn quan tâm về mấy cái lỗi của nó thì có thể lên xem ha. Tụi thì nó fix nhiều nhiều lỗi càng tốt phía sau. Chúng ta chơi sẽ đỡ bị khẩn hơn. Vấn đề là nó có fix cái lỗi con ngựa hay không. Tôi rất là quan tâm tới cái bức của con ngựa khi mà nó chạy nó còn chậm hơn cả con rút nữa. Tôi không biết con nào là con ngựa luôn. Khi mà hai con chạy song song với nhau thì con rút nó chạy nhanh hơn con ngựa nữa. Rồi, loading screen update thì nó sẽ cho chúng ta thêm nhiều cái dynamic loading screen. Dynamic loading screen này là cái màn hình động, màn hình là loading động, gameplay update nè. Cái anta lý lịch thì nó sẽ unlock tính hết luôn nè. Map discovery này là kiểu như là map mình đi mình mở tới đâu á thì nó apply luôn vào cái con nhân vật season của chúng ta nha. Cái tree of whisper nó không có rớp cái sigil dead nữa nha anh em. Sigil dead là cái dùng để anh em ráp mấy cái sigil đó. Cái này á là nó sẽ tăng cái chất lượng của cái silent chest lên. Silent chest là mấy cái chest mà nó có cái sợi dây xích bắt ngang á anh em. Sợi dây xích bắt ngang khóa và anh em phải mua cái chìa khóa ở trong cái chỗ mà đánh game ball á. Anh em mở nó thì mới được nha. Cái thời gian mà chúng ta là rời khỏi cái dungeon á thì nó sẽ tăng lên từ 3 giây lên 5 giây. Má làm vậy chi vậy trời. Cái này là nó làm cho con quái ở trong game nó không có di chuyển nhiều hướng quá để người chơi á là phải dí theo nó đánh mệt mỏi. Và tôi thấy có một cái bug hồi trước tôi chơi là nó bị một cái là tôi đánh con quái mà nó cứ chạy vòng vòng không đánh được, giống như là trong hang nhện á có một con nhện là con elite đánh nó cứ chạy vòng vòng không đánh nó được, rất là sida. Và con bích chơi lâu lâu nó cũng bị bug như vậy luôn, nó cứ đá vòng 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 chạy vòng mình nó không đánh mình. Rồi cái này là của PS5, ông an tâm nha. T2 bây giờ nó sẽ cho thêm gold nè, nó tăng thêm gold á, bonus gold á từ 15% lên 20%. Cái quái nó sẽ rớt thêm 15%, rớt item sẽ tăng lên thêm 15%. Rồi cái dưới quật T3, ví dụ T3 khi mà người chơi level dưới 55 á thì quái nó sẽ là level 55. Khi mà level của người chơi là 56-60 á thì level của quái sẽ là 55. Vậy là nó cách level người chơi là 5 level, lúc nào cũng vậy luôn. Rồi cái dưới cũng y chang luôn. Rồi cái phần thưởng kinh nghiệm
khi mà chúng ta làm xong cái whisper ở T3 với T4 á, sẽ được tăng luôn. Rồi chúng ta sẽ xuống tới cái phần heo thai đi nhá. Heo thai bây giờ cái con quái ở heo thai á, nó sẽ cách chúng ta 3 level thay vì 2 level như hồi trước nha anh em. Cái mastery này nó bị nép nè. Cái mastery chết này nó bị nép nè. Hồi xưa chúng ta mở chỉ có 175 thôi, bây giờ chúng ta phải tốn 250 cinder mới mở được cái chết này nha anh em. Rồi ở đây là mấy cái zone mà nó có mấy cái object ở trong cái heo thai zone đó, thì nó sẽ có khả năng là rớt ra cái cinder cho anh em luôn. Kiểu như là hồi xưa mình đụng mấy cục đá nó cũng không có rớt cinder, hay là mấy cái thùng rồi đó đụng cho nó bể thì nó không có cinder, thì bây giờ nó sẽ có khả năng là rớt ra được cái cinder cho anh em luôn. Rồi tới cái phần này quan trọng là cái phần này là gọi là cái phần mà update cân bằng ba lăng câu chuyện buông thở luôn. Rồi Barbarian, mình sẽ coi qua cái Barbarian nhé anh em. Mình sẽ tăng lên từ 1 đến 2 second là thấy búp rồi không? Double swing, búp. Cái F-Heaven búp luôn nè, 3% lên 5%. Round Storm Fury từ 25 lên 40%. Cái Deathblow nè, Damn Bonus Boss nè, sẽ từ 100 lên 150 luôn. Cái Steel Wrap Vulnerable Duration sẽ tăng từ 2.5 đến 3 giây luôn. Nói chung là cái này nó đang búp trên những cái đường build khác á anh em. Kiểu như là nó muốn chúng ta không chơi một cái đường build mà phải chơi nhiều cái đường build khác nhau á. Chúng ta thử nhiều đường build khác nhau nên đa số là nó búp cho những cái mà người ta ít sử dụng. Cái Deathblow này người ta ít sử dụng nè. Cũng có người sử dụng nhưng mà thật sự thì chúng ta bây giờ hỏi Barbarian toàn là Hota, toàn là quật win được không à. Cái hamstring này á, bây giờ chỉ có slow con quái và cái làm chậm này của nó á, thì sẽ tăng từ 10, 20, 30 lên 20, 40, 60. Tăng là gần như gấp đôi đó anh em. Cái Paragon, cái Wrap này được búp. Wrap, Flip, Bonus, Now Effect on Dam là nó effect vô tất cả các loại dam luôn chứ không có phải là bây giờ chỉ là co kill không. Rồi cái mấy cái aspect của Barbarian nè, anh em nhìn vô nè, đa số là tăng luôn, không có cái nào mà giảm hết. Rồi mấy cái này là kiểu như là nó muốn cho mọi người sử dụng cái aspect này thay vì những cái aspect mà hiện tại chúng ta đang xài cho mấy cái build cũ á, mấy cái build Hota rồi đó, thì nó muốn chúng ta sử dụng luôn những cái aspect mà hiện tại vì đang bị bỏ phế, nó sẽ búp lên. Rồi cái item, cái gore này á, cái găng tay này nó quá quen thuộc với những anh em mà chơi World Win rồi. Thì bây giờ cứ mỗi 2 giây nó sẽ nổ một lần, hoặc là khi mà anh em end á thì nó sẽ nổ. Giống như hồi xưa tôi chơi World Win tôi hay bấm cho nổ bùm 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 mới vui á. Còn gì thì có nhiều anh em hỏi tôi là cái đó là tôi bấm hay là do tôi ngừng nó nổ, không có, tại tôi thích tôi bấm vậy, tôi bấm để tay bấm bùm bùm nó nổ, do nổ chơi vậy đó chứ không có phải là do nó đâu. Hồi xưa là khi mà chúng ta buông chuột ra thì nó mới nổ ha, còn bây giờ thì cứ mỗi 2 giây nó sẽ nổ một lần. Cái Field of Rension, Blading Dam, Bonus tăng lên từ 10 lên 15%. Rồi, Rui thua. Rui chưa chơi nhiều, không nói được. Necro thì tôi cũng có chơi nhiều nhưng mà hiện tại thì chỉ có chơi nhiều nhất là cái build Bone Beer thôi. Những cái khác thì tôi cũng chưa dám nói nhiều đâu. Tại vì mình biết cái gì thì mình nói đó ha anh em. Nhưng mà tôi nhìn sơ qua thì tôi thấy nó búp cho cái phần mà minion khá là nhiều và cái phần mà phản dam của minion. Rồi mấy cái mà về Bloodsure, Bloodland nó cũng Bloodsure thì thấy nó búp lên. Còn cái Bloodland thì hiện tại tôi thấy nó đang giảm xuống từ nó đang giảm từ 15 xuống còn 10%. Đây cái này mới hay nè. Rai gọi mấy con skeleton nè, rồi nổ xác nè. Bây giờ ở trong cái răng đúng y chang bữa tôi nói với bạn tôi luôn. Là bây giờ nó tự động nó nổ luôn, chúng ta không cần phải chỉ ngay đúng cái xác nó mới nổ. Y chang luôn. Hôm bữa mới vừa nói luôn, mới vừa nói mấy người bạn tôi luôn là cái này phải fix thì nó có vẻ nó hợp lý hơn. Tại bây giờ khi mà chúng ta cần nổ xác chúng ta phải lít ngay cái xác nó mới nổ, thì trong khi nó trong một cái vùng đó chỉ cần lít ngay cái khu vực đó thì nó sẽ nổ cái xác, hoặc là nó sẽ sử dụng cái cớp Denryl thì nó sẽ hay hơn, đúng không anh em? Rồi cái Bassy nè, anh em nhìn cái Bassy quan trọng nha. Cái Bassy này quan trọng nhất của trong cái build Bone Beer. Evolution, Bonus Dam, to Vulnerable giảm từ 6, 12, 18 xuống còn 5, 10, 15. Rồi, Transfusion, Minion, Healing
tăng từ 15, 30, 45 lên 20, 40, 60. Cái này là búp cho Minion nè, anh em thấy không? Rồi, Run Vitality Lucky Headchain tăng từ 25 lên 30%. Amplify Dam tăng từ 369 lên 482. Búp Update Minion, mình gọi nó trong cái lúc mà mình đánh với cuộc boss, tự động resummon luôn. Skeleton Warrior Defense Upgrade, Keton nè, Keton Warrior Defense Upgrade Thorn nè, là phản đam nè, tăng từ 40 đến 50. Bây giờ nếu mà con Iron Golem mà nó dùng Slam mà tách á, thì nó chỉ cần đấm 4 đấm thay vì 5 đấm như hồi xưa. Paragon, Paragon này như là búp cho cái Ascend Glyph đúng không? Bonus là phát on đam thay vì chỉ là co kill thôi. Rồi mấy cái aspect, mấy cái aspect này là nó sử dụng cho Blood khá là nhiều. Cái Death, Death Lệch VC, cái nón Death Lệch VC đang tăng từ 25-25 đến 28-38 nè anh em. Ủa kìa, cái nón này được búp nữa hả ta? Cái Blood Lệch, Rim, Ascend, như cái này là cái găng tay phải? Không, cái này là cái Blood Lệch, Rim, Ascend này là cái vũ khí hai tay, cái lưỡi hái của Necro. Nó tăng từ 2 đến 5 thành 7 đến 10. Nó tăng cũng nhiều quá nha. Ôi, rút thì thua. Anh em hãy tự xem nha. Sốc sốc rệt thì tôi không biết luôn, nói chung chưa chơi sốc rệt luôn. Anh em nào chơi sốc thì nãy giờ tôi cũng nghe nói là bị nép khá là nhiều. Cái sai nó được cải thiện để có hiệu quả hơn trong cái game nè. Rồi quật boss nó sẽ rớt nhiều bình máu hơn nè. Chúng ta sẽ không còn cái giới hạn khi mà chúng ta điều chế mấy cái vật liệu nữa nè, trong một lần. Rồi sau khi mà nó ra cái bản patch này, anh em update xong á, anh em vô game thì tôi cảm thấy là anh em sẽ bị giảm khá là nhiều thứ ở trên người anh em đó, như là chỉ số dam, chỉ số vulnerable, chỉ số critical try dam, vulnerable dam giảm khá là nhiều, con down reduction giảm luôn, dam to roll control enemy giảm luôn, dam to roll gen enemy giảm y tăng, cái này tăng, cái này là tăng cho mấy cái build của elemental chăng, physics dam, fire dam tăng nè, physics dam tăng, cold dam tăng, Lightning Dam tăng, Poison Dam tăng luôn, Shadow tăng, Non-Physic Dam tăng luôn, Fire Dam Overtime. Ô, mấy cái này tăng không gì ta? Chỉ có cái Total Ammo giảm 30%, World Beer Form giảm 20% ammo, ammo giảm, Werewolf giảm 20%, giảm 25%, nói chung là giảm 25%. Rồi mấy cái dưới đây là giảm không nè, Non-Physic Enemy Blading giảm luôn, Enemy Burning giảm, Poison giảm, Shadow Overtime Fortify giảm. Wow, cái này build này vô là bị giảm, anh em bị giảm mở của nhân vật đó, anh em sẽ bị giảm khá là nhiều đó. Cái build Bone Beer là coi như nát rồi đó anh em. Tại vì đọc cái phần ở dưới thì anh em sẽ thấy là Vulnerable, Critical Chain, Critical Dam giảm, rồi thêm cái Bassy Evolution của nó giảm nữa, thì phải nói là cái Bonebeer nếp hơi bị bự. Sau cái bản patch này chúng ta sẽ có những cái build mới hơn, nó giống như là đổi meta hoàn toàn luôn anh em. Nói chung là hiện tại giờ là mấy cái như là Vulnerable á, hồi xưa là người ta Vulnerable đó là một cái dạng gọi là co ở trong món đồ luôn, bắt buộc trong món đồ phải có dòng Vulnerable, nhưng mà bây giờ sau cái đợt nếp này thì Vulnerable nó giống như một cái dòng bình thường vậy anh em, một đợt bit nếp khá là lớn chứ không phải là bit update nữa. Ok, bây giờ tôi không biết đã update xong chưa, tôi cũng rất là nôn nóng để vô xem coi như thế nào. Cái update của tôi nó vẫn còn đang xoay, không biết chừng nào mới xong, nó bị khùng luôn, nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi đó anh em. Nói chung là tôi đọc nhanh sơ qua mấy cái thôi. Thì anh em nào mà có bổ sung gì thêm á, thì anh em hay là tôi có nói sai gì đó thì anh em có thể giúp tôi comment phía dưới video nha. Rồi anh em nếu có thắc mắc, đúng có ý kiến gì á, thì anh em có thể để lại comment phía dưới video. Thì chúng ta sẽ còn 2 ngày nữa, khuya sáng sớm ngày 21 là chúng ta sẽ được chơi Season 1 rồi. Nếu anh em thấy video của tôi hữu ích thì nhớ bỏ lại một like, một subscribe, và đừng quên một cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào gấp lên trong tương lai. Nếu anh em muốn support channel thì có phần thông tin đâu này nằm phía trái màn hình. Nếu anh em muốn làm dịch vụ bên gà thì anh em có thể bên trên bay của gà nha. Nếu anh em không thể đâu này được, anh em chỉ cần bấm like, share video, đó cũng là cách support channel gà rồi. Cảm ơn anh em đã ngồi xem và hẹn anh em ở những video tiếp theo đầu season mới.
cho gà xin 30 giây để quảng cáo nha anh em. Nếu anh em không thích xem quảng cáo thì anh em có thể skip qua cái đoạn này. Gà có một group Discord để cho anh em giao lưu tán gẫu mua bán về Diablo. Nếu anh em đang tìm bạn để chơi chung hoặc là tìm nơi để mua bán item Diablo thì anh em có thể join group Discord của gà nha. Ngoài ra bên gà có bán game và làm dịch vụ về Diablo 2, Diablo 4. Nếu anh em có nhu cầu thì có thể PM ở trên page của gà. Cảm ơn anh em. Yo, I ain't here for the money. I